Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn hai mẫu nồi của Tiger. Thì cả hai mẫu nồi này đều là cùng một mã nhé các bạn, mã là GPX. Thì cả hai mẫu nồi này đều có dung tích là 0.64 lít. Đây là son gốm nhé các bạn, đây là dòng cao cấp nhất của Tiger ấy, cũng như cao cấp nhất thị trường luôn đấy các bạn. Dòng này nó đắt hơn cả Tiger gốm thường nhé các bạn, bởi vì nó cảm ứng đấy, nó rất xịn luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy có cái hai cái mắt này đấy. Rồi mình giới thiệu qua chi tiết mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Nồi chút nữa mình sẽ giới thiệu cái chức năng của cái sensor này cho các bạn xem nhé. Đây, cái này nó có chảy xước một chút nhé các bạn. Này là vết chà, vết vết bẩn với lại cộng với chảy các bạn. Đây là chảy này nhé. Đấy, cái này cảm ứng rất là nhạy nhé các bạn. Đây, xoong bên trong này các bạn này. Đây, xoong này. Rất là xanh luôn các bạn. Đấy. Son đây, son gốm rất dày luôn đấy nhé các bạn, son rất đẹp nhé. Son gốm này thì các bạn dùng các bạn phải kỹ nhé, mình đừng có để rơi vỡ này, mình đừng có để bị sứt mẻ nhé các bạn. Các bạn sứt ở mép ngoài này không sao nhé, chứ sứt ở bên trong này này đấy là nó bị xì hoặc là bị hư từ đấy các bạn. Mà thực ra thì nó rơi nó vỡ thì nếu mà nó không vỡ thì nó cũng nứt bên trong thì là nó cũng bị hư thế các bạn. Dùng rất là khó, nó xịn, nó đắt tiền, nó nấu ngon nhưng mà bù lại rất là khó nhé các bạn. Các bạn dùng cái kỹ đây, còn rất là mới luôn các bạn. Thì cái son 0.64 lít này ấy, nó các bạn nấu được khoảng chắc khoảng gần khoảng khoảng 1 bát rưỡi gạo ấy các bạn. Đấy, 1 bát rưỡi gạo thì khoảng 2-3 người ăn nhé các bạn, 3 người lớn ăn, 3 người ăn khỏe là cũng vừa nhé các bạn. Rồi mình ghim điện cho các bạn xem, mình giới thiệu cái chức năng của cái sensor này cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ ghim điện 100 nhé các bạn. Đấy. Đây, các bạn menu này. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Hàng trên này thì mình có thể chạm cảm ứng được nhé các bạn. Đấy. Các bạn nhìn thấy chức năng nào ấy, chức năng này nấu ngon này thì nó hiện ra một dãy. Ví dụ như là mình nấu cơm cháy này các bạn này. Đấy. Rồi mình nấu cứng mềm này đấy, mình có thể tùy chọn được hạt gạo khô, hạt gạo ẩm nhé các bạn. Đấy, đây là vừa này, hơi ẩm này, đấy đây là ẩm này các bạn này. Đấy, còn cháy này, mức 1 này, mức 2 này, mức 3 này. Đấy. Rồi giờ mình ngưng nước nấu 59 phút đấy các bạn. Đấy, rất là nhạy nhé các bạn. Rồi các bạn chờ mình một chút để cho nó tắt màn hình, mình sẽ chuyển động, tại vì cái sensor này các bạn này nó phát hiện chuyển động thì màn hình nó mới sáng, còn mình không có nút nguồn nên không có gì cả, nó dựa vào cái sensor đấy hết luôn. Các bạn chờ chút nhé. Ở đây tiện thì mình giới thiệu mẫu nồi số 2 này các bạn, qua rồi các bạn này. Đấy, giờ các bạn nhìn nó tắt nhé, mình chuyển động này. Đấy, là nó phát hiện nó chuyển động, là cái sensor nó sáng để cho mình lựa chọn nhé các bạn, rất là xịn luôn. Đấy, nhiều chức năng là mình cũng không rõ luôn đấy các bạn. Đây là nấu gạo lứt này các bạn này. Đấy. Đấy, 80 phút nhé các bạn. Rồi, thì mẫu nồi này thì bên mình đang bán mức giá là 3 triệu nhé các bạn. Nồi Tiger này giá 3 triệu nhé. Rồi, tiếp tục thì mình rút điện ra đó. Đây, mẫu nồi này thì các bạn biết không, mẫu nồi này rất là đẹp luôn, mà cái son của nó rất là xấu ấy các bạn. Thì mình đang đấu giá cái son về, thì tiện đây thì mình giới thiệu cho các bạn. Thì chắc khoảng ngày 2 ngày nữa là về thôi các bạn, 2 ngày nữa là về tới thôi. Tại vì mình đặt cũng 10 ngày, hơn 10 ngày rồi. Đấy, cái son rất là xấu nhé các bạn. Cái này thì còn khá là đẹp. Này mình chưa vệ sinh luôn các bạn này. Đấy, gạo người ta nấu còn nguyên mình chưa vệ sinh luôn. Tại vì son nó xấu quá, mình không bán được nên mình chưa vệ sinh nhá. Cũng cảm ứng luôn nhé các bạn. Thì cái này có màu xám này, và cái này màu đen, mà đen nhạt nhé các bạn. Đấy, thì cái này các bạn nhìn này, nó còn cả sách này, còn cả cái này các bạn biết cái gì không, cái này là cái giống như cái rế đấy các bạn. Đấy, mình bỏ vào đây. Cái này đắt lắm đấy các bạn. Cái này mình cho các bạn xem, tại vì mình hôm vừa rồi tiện đấu giá thì mình xem cái này này các bạn này. Các bạn chờ mình chút nhé.
Hôm vừa rồi mình đấu giá thì mình tiện mình xem này. Đây các bạn nhìn này, đây là mình mua trực tiếp nhé các bạn, 1.800 yên, 1.800 yên, nó là tầm khoảng 300 mấy, 360 nhé các bạn. Đây 360 là ở bên đó, còn vận chuyển về đây thì cái này cũng phải triệu với các bạn. Đây, thì cái này là bằng gốm luôn nhé các bạn, nó gốm nó đi với lại cái, nó đi với lại cái son này các bạn này. Thì cái son thì mình đang về rồi, cái son thì chắc khoảng 2 ngày nữa là về thôi, hơn 10 ngày đấy. Rồi mình bê cái này lên thôi, rất là đẹp luôn. Cái này là còn đầy đủ hết, đầy đủ phụ kiện hết luôn, mà nó bị son nó xấu quá nên mình không không bán được. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Đây cái mẫu nồi này bên mình đang bán 3 triệu cho các bạn, còn cái này là chừng nào về thì mình sẽ úp lên cho các bạn xem nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.